Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại tiếp tục với cái âm ly. Loa bình thường nó nghe được hay như loa xịn thì đó là cũng cái mong ước của mình. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ để lại cái phần gọi là thiết kế phân tần, tức là cắt tần cho loa bass để không cho cái tần số cao vào mà chỉ để cái tần số thấp để cho nó đập mình tiếng bass thôi. Thì lúc đó tiếng bass sẽ rõ ràng hơn và tròn trịa hơn, cũng như là sẽ chắc hơn và sâu hơn. Bây giờ thì mình nói lung tung một tí bởi vì cắt tần số sau, bởi vì nó cũng rất là đơn giản. Cho nên mình sẽ tóm gọn lại và có thể những cái gì mình chưa nói được hay là thiếu sót để mình có thể trả lời các bạn biết được toàn bộ. Nhưng mà cái quan điểm nghe nhạc của mình thì là loa sẽ tách ra các đường tiếng khác nhau, loại 2 đường tiếng và loại 3 đường tiếng. Theo mình thì tách ra được nhiều đường tiếng sẽ nghe hay hơn, bởi vì mỗi cái loa nó sẽ có một cái nhiệm riêng. Ví dụ như loa bass thì nó sẽ kiêm về tiếng trống và những cái âm thanh thấp và nặng ở tần số là thấp để cho nó tiếng bass rõ hơn. Còn loa chung thì nó sẽ kiêm về cái nhiệm vụ là lời bài hát và cũng như là lời ca sĩ. Còn loa chép thì nó sẽ kiêm về cái nhiệm vụ là các cái tiếng chép leng keng, cũng như là kèn kiếp các cái tiếng âm thanh ở cái tần số cao là những cái âm thanh nhỏ. Cho nên là khi mà mỗi loa nó kiêm một cái nhiệm vụ như vậy, nó trộn lại với nhau thì nó sẽ thành một cái dàn hợp xướng, thành một cái dàn đồng ca, nghe nó sẽ sống động hơn, trung thực hơn là một cái loa nó kiêm tất cả các nhiệm vụ khác. Cũng giống như nhạc sống mà, nhạc sống thì nó có một cái có hai loại nhạc sống. Một loại là dùng cái đàn Yamaha và nó kiêm tất cả, gần như tất cả các cái nhiệm vụ. Với một loại là một cái dàn nhạc, có nghĩa là bộ phận trống riêng, bộ phận kèn riêng, bộ phận các cái nhạc cụ khác riêng biệt, sáo xiếc riêng biệt. Thì giữa dàn nhạc sống, cả một dàn đồng ca như vậy với một cái so với một cái đàn Yamaha, chỉ có một cái đàn Yamaha thôi nó kiêm tất cả, còn bên kia là một dàn đồng ca, một dàn hợp xướng, rất là phải mất rất nhiều nhạc cụ và cũng như là mất rất nhiều người, thì bên nào hay hơn? Nếu các bạn nghe bình thường thì chắc chắn là các bạn sẽ bảo là bằng nhau, không có bên nào hay hơn bên nào cả. Nhưng mà thực ra sự thật là nếu mà chỉ một cái bà đàn Yamaha mà nó hay được bằng cả một cái dàn hợp xướng như vậy thì người ta sẽ không bao giờ người ta mất công mà tiền của để mà đầu tư vào những cái bao nhiêu người để làm một cái dàn hợp xướng như vậy, với lại bao nhiêu nhạc cụ như vậy tốn kém. Vì thế ở đây cái việc mà cắt tần cho loa nó cũng giống như một bên là một cái dàn nhạc có nhiều đạo cụ và một bên là một cái đàn Yamaha duy nhất. Cắt loa ở tần số số nào, và mỗi loa sẽ có một cái để mà cắt tần số riêng, tùy theo loại 2 đường tiếng hay là loại 3 đường tiếng. Ở đây thì mình có thiết kế một cái cuộn cảm và nó sẽ có tần số như mình sẽ đưa lên, và cái thông số mình tính toán đó thì mình cũng không còn nhớ nữa, nhưng mình sẽ đưa lên cái bằng cái hình ảnh là tần số nó khoảng từ 1.000 cho đến 1.300 Hz, chứ không phải là kilohertz. 1.000 cho đến 1.300 Hz là mình cắt tần số cho loa bass. Nếu như các bạn muốn cắt tần số thấp hơn thì các bạn sẽ lại phải cuốn cuộn cảm với một thông số khác hơn. Còn cái loa check thì hôm trước mình đã đăng cái bài tần số lên rồi. Còn cái loa mà loa chung thì để hôm sau mình sẽ đăng cái bài cắt tần số của loa chung lên cho các bạn. Cái cắt tần số ở đây thì sau khi mình tính toán thì các bạn sẽ cuốn dây, và các bạn sẽ cuốn là mình sẽ tính cho cái bộ loa này mình sẽ cuốn dây 1 ly
cho nó thoải mái, tức là nó sẽ thoải mái về công suất và sẽ không bị nóng cụm cảm. Còn các bạn, nếu các bạn không muốn cần phải to như vậy, và một ly nó có thể sử dụng loa 500W, 500W, 600W, một cặp loa, tức là mỗi bên 300W là cái chuyện bình thường, không nóng gì hết. Nhưng mà nếu các bạn không muốn cần to như vậy thì các bạn có thể quấn dây 0,9, dây 0,8 hoặc là dây 1 ly. Còn nếu các bạn muốn công suất loa, còn nếu cái công suất loa của bạn lớn hơn nữa, nếu cái công suất loa của bạn lớn hơn nữa thì ví dụ như là 1.000W thì bạn phải quấn từ dây 1,4 trở lên, quấn một cái cuộn cảm như vậy. Như vậy thì nó mới đủ để cắt cái tần số cho loa bass, tức là mình sẽ cắt từ 1.000 Hz trở xuống cho loa bass. Cái đầu ống của cuộn cảm các bạn đặc biệt không được để song song với loa hay là thẳng vào loa, là các bạn phải để quay cuộn cảm